sang luôn, sang luôn. Hiểu không? Đỡ bóng hỏng. Điểm cho đội Hòa Bình 1-0. Nga ơi, sang luôn đi. Không phải truyền đâu, sang luôn. Sang luôn. Hiểu không? Đánh bóng hỏng. Đổi điểm cho Hòa Bình 2-0. Sang luôn, sang luôn. Đánh sang luôn đi. Nó không có cầu nêu, không nêu được thì là múc. Ai tốt cứ múc. Đánh bóng hỏng, điểm cho Tiểu Học 1-2. Hòa Bình đánh bóng hỏng, đổi điểm cho Tiểu Học 1-2. Như kiểu tính là như là đánh bóng tốt. Điểm cho Hòa Bình, điểm cho Hòa Bình 3-1. 3-1. Như là đánh tốt lắm. Đoàn kết này sao bóng dễ, như là sao bóng quá hay. Điểm cho đội Tiểu Học 2-3. Điểm Tiểu Học 3 chỉ có bền bóng thôi, không có công gì. Như là bốn liền thế là cứ thế cả lên đây đã từng trường trinh cho nó vào bây giờ 4-2. Như là chỉ du nhìn mắt tinh lắm, nhìn mắt tinh lắm, rộng đầu. Còn đoàn kết này chỉ sao bóng đơn giản lắm. Quá đẹp. Ai nó là sang bên này tiếc quá. Điểm Hòa Bình 5-2. Đội Tiểu Học tốt lên. Gặp trận đội này ngoan quá nhỉ. Điểm cho đội Hòa Bình 6-2. Điểm Hòa Bình 6-2. Chắc là nó nhiều lắm. Chắc là nó nhiều lắm thôi. Điểm cho Hòa Bình 7-2. Chắc kiểu chứng nhất bảo. Điểm cho đội Hòa Bình 7-2. Hai đội thua mình rồi. Không qua lưới. Điểm cho Tiểu Học 3-7. Tiểu Học 3-7. Tiểu Học thua nè. Thua chỉ được phép thua một trận thôi. Mình thắng ở sống dưỡng, sống đoàn kết rồi. Thì thua sống của chính thôi. Thì thắng cho 28 là mình ăn. Đoàn kết mà không thắng được thì bóng rồi, ngoài. Đúng rồi. Điểm cho Tiểu Học 4-7 các em ơi. Cho cố lên. Điểm Tiểu Học 4-7. Cố lên. Quá giỏi. Ôi con ơi. Điểm Hòa Bình 8-4. Quân ta với quân mình. Gặp được này sướng. Điểm cho học điểm 9-4 cho đội Hòa Bình. Điểm cho Hòa Bình 9-4. Cho sang luôn. Đỡ bóng hỏng. Điểm Hòa Bình 10-4. Bà Nga với bà Lan nói này tha hồ tung hoành. Hai bà tha hồ tung hoành. Sang luôn còn không ăn nữa. Sang luôn đấy. Sang đi đấy. Đấy đúng rồi. Đúng rồi, học điểm cho Tiểu Học 5-10. Kéo cố lên. Điểm cho Tiểu Học 5-10. Được một nửa rồi. Điểm cho Tiểu Học 6-10. Khó nhất trong giải. Tiểu Học một quả bóng hay nhất trong giải. Điểm cho Hòa Bình 11-6. Ôi bên đây. Cố lên Tiểu Học. Điểm cho Hòa Bình 12-6. Điểm cho Hòa Bình 13-6. 13-6.
phải xin trọng, phải xin trọng tài thì mới được tay người chứ. Chả hiểu luật là gì. Khổ. Sinh sau để muộn. Sang luôn được. Sang luôn. Mốc sang. Không được. Điểm cho Hòa Bình. Điểm cho đội Hòa Bình 14. 14 6. Chiến chiến đánh hay đấy. Ừ. Ấy, nắm lên đây. Đây này. Điểm đẹp nhất giải. Chính đánh hay ấy. Ôi, chính đánh hay mà. Thôi ở ngoài sân. Điểm cho tiểu học 15-6. Mình là chưa đánh không quen cứ bước. Vẫn tin được. Chuyện mỗi đội tiểu học cho học ơi. Điểm cho tiểu học 75. Sang bắt sang đi. Điểm cho Hòa Bình 16-7. Tốt. Chính mà tập là chính đánh hay đấy. Điểm cho tiểu học 86. Gần đây là 4 em ơi. Điểm cho tiểu học 86. Anh chơi đi tăng giác chơi một buổi. Tăng giác của mình vừa mới làm đẹp lắm. Chính đánh hay. Nhiều người chưa biết. Điểm cho Hòa Bình 17-8. Chân nhắm bạch. Phát ra bóng nhắm bạch. Đổi điểm cho tiểu học 9-17. Điểm cho tiểu học 9-17. Khó này. Ôi sang đây. Điểm cho Hòa Bình. Điểm cho đội 17-9. 18-9. Điểm cho Hòa Bình 19-9. 18-9, 19-9. Ê, điểm quá. Điểm cho tiểu học 10-19. Điểm cho tiểu học 10-19. Đấy, em có toàn thả như thế là bên này không thể đợi. Đẹp quá. Đẹp. Được. Hòa Bình thua rồi, anh cố lên. Rồi, Hòa Bình thua rồi. Hơi đắng. Không ai thua mà làm sao. Điều sau đó Hòa Bình 20 người. Tốt rồi. Mấy được rồi. 11-20. Bằng núi tòa mới kiểu chính vậy đấy. Úi này phát khó thế. Lại điểm rồi. Điểm cho Hòa Bình 21-11. Kết thúc xem của Hòa Bình thắng tiểu học đội là 21-11. Hòa Bình tạm dẫn với tỷ số 21-11. Hai đội đổi sân đi chơi hai. Đội tiểu học cố gắng lên. Đánh xếp 3. Hiệp 2 bắt đầu. Hòa Bình phát bóng trước.
Điểm cho tiểu học 1-0. Đánh cái đùa. Đánh thật gì? Thật thật thua Hòa Bình. Đánh thật thật thua Hòa Bình. Sai luôn. Ăn làm sao được. Điểm cho Hòa Bình 1-0. Ăn làm sao được ở đấy. Điểm cho Hòa Bình 2-1. Điểm cho Hòa Bình 2-1. Điểm cho Tiểu Học 2-0. Đi tiểu học này mà sang năm nó đánh là đẹp đấy. Nếu nó chịu tập là sang năm đẹp. Tiểu học đánh vào ngoài. Mà nó đi này nó mới biết luật này. Nó đánh ở nhà với nhau là chẳng khẽ thôi. Điểm 4-2. Mình đã bốc được cái bảng đấy nhỉ. Mình đã bốc được cái bảng. Điểm cho Hòa Bình 5-2. Hòa Bình sang ngày là quen rồi. Sang ngày là có tính không? Sang ngày có tính không? Hòa Bình 6-2. Nếu mà nếu mà vào trong là lại đăng ký tên của lại mình tiếc quá. Bao giờ chả cổ vũ cho đội yếu hơn. Thắng rồi. Thế rồi. Anh sao không ai đâu. Thắng rồi, thắng rồi. Từ từ thôi, không phải không được đâu. 8-3. Quả đi thôi. Không sao, có một quả. 9-3. Cố gắng đi xếp 3 nhá. Bắt đầu lên này. Nhảy cóc. Ăn rồi. Điểm 13. Điểm này là mới phát hiện cho một cầu thủ tiểu học đã biết được đá chân rồi. Nhưng mà nó chưa chuẩn thôi. Nhưng mà đá cũng là được rồi. Ngủ quá còn mũ không biết đội lên. Vừa ấm lại vừa đỡ xương. Ôi mẹ ơi. Tập đá là tốt. Là mình còn một trận nào hôm nào nữa. Chắc còn mai. Mai. Mai là được nào. Mai là hết vòng bảng à? Sau trận này là trận nào để chiều chính với xóm giữa? Sau đội
Kiều Hồng đội Hòa Bình là đội kiều chính, các đội phân giữa nữ chuẩn bị. Sau đội nữ của kiều chính và phân giữa là đội nam của phân giữa và đội rút. Vậy chúng tôi xin thông báo cho tất cả các vận động viên, các đồng chí trưởng đoàn tập trung quân trước khán đài để chuẩn bị. Mười ba, à bốn mười ba, có cái lần năm là thắng rồi. Đấy, lần năm là thắng rồi. Điểm 14, 5. Kiểu học của phân đấu lên 5 rồi. Điểm 10, 5, 5. Tốt lắm. Điểm chưa kiểu học 6, 15. Còn 4 của ai đó, cứ lên 10 là thắng. Quả vật khó quá, ra ngoài quả đấy thì cũng ngoài chỉ có mấy tông đỡ thôi. Đây là muốn ở sân Madrid nhanh hết xét quá lại phải ra ngoài phát trực tiếp đấy. Điểm 86 còn 2 quả thôi. Bên Hòa Bình trước mình 1 quả. Điểm 17, 8. Ừ, cố gắng còn 2 quả thôi. Điểm cho tiểu học 97. Tiểu học cố lên còn 1 quả là thắng rồi. Điểm cho Hòa Bình 19, 9. À 18, 9. Bóng rồi. Điểm 50. Kéo thắng rồi. Nói đến kỷ niệm thêm. Bình bản lâu rồi. Đi đâu rồi? Đứng chưa vững gì đã phát bóng rồi. Đi về xem lại nha. Mười hai, mười chín. Thừa chỉ tiêu rồi. Mười vượt chỉ tiêu 2 quả rồi. Ngoài mất rồi. Vẫn trong sân nhưng mà ngoài vậy. 20, 12. Điểm 20, 12. Tiểu học thua thì tính nghe ra thì là cũng thắng rồi. Phân đấu lên 10, lên 12 là vượt chỉ tiêu 2 quả. Kết thúc set 2, Hòa Bình thắng tiểu học 21, 12. Cuộc là... Hòa Bình thắng tiểu học là 2-0. Hẹn ngày kỳ này sang năm, trường tiểu học tiếp tục thắng.